tới anh. À, đậu xe ngoài này không có mắt đâu. Nhìn để đây nha. Dạ. Vô đi. Tại nó nguy hiểm kìa. Rồi, đi. Mẹ ơi. À, nội cha mày đi đâu 28 tới không nhà phụ tao mày đi đâu vậy vậy? Hả? Mẹ, có bạn trai con đi ra con ngồi bạn trai không hả? Bạn chào ngoại. Cái gì ngoại? Không không, bỏ cái chỗ trai vô hỏng à. Mẹ em. Trời, xin lỗi chào cô. À, thôi vô nhà đi, vô nhà đi. Trời ơi, mày đặt quà khác gì để thấy cho cô. Dạ, anh đi ngồi, anh ngồi đi. Ngồi đi con. Hãy nghe nè. Bao nhiêu tuổi nhà ở đâu, cha mẹ làm gì, gì còn sống hay chết vậy? Mẹ hỏi là hỏi tới gì nè. Đi cha lại đi chờ. Nhà con gần đây nè. Gần đây hả? Thì nhà anh Khanh á thì bán vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng? Dạ. Ôi ôi thánh thần ơi, nghe nói vật liệu xây dựng là giàu dữ lắm nha, mà còn tên Khanh nữa hả? Ôi ôi tên gì mà đẹp dữ nào vậy? Tên cái họ còn đẹp đó mẹ. Họ gì? Nguyễn Sở Khanh. Thằng ơi, nghe cái tên Nguyễn Sở Khanh rồi. Tên đẹp cực kỳ luôn. Đẹp tên đẹp. Tên. Trời ơi. Ba mẹ có khỏe không? Dạ, ba mẹ không khỏe. Vậy hả? Trời, bữa nào rảnh kêu ba mẹ qua chơi nha. Dạ. Trời ơi, dạ mặt dễ thương quá. Là sáng cơm nước gì chưa mà đi chơi vậy? À thì à, chưa có ăn, hai đứa tính nha. À, đi ăn luôn rồi sẽ hiền gẹo lên cho ra mắt mẹ xíu. Trời ơi, phải đặt ra mắt rồi ghé chơi được rồi, còn là mua quà cáp Tết, là mua quà cáp nữa. Ôi, vỏ quà xịt dễ sợ. Mẹ mới chơi về. Ủa, đi chơi về hả? Dạ. Ờ, à, chị Hai mới về. Ai vậy hả mẹ? À, bạn trai của chị Hai con. Dạ, chị Hai. Đúng rồi. Dạ, em chào anh Hai. Ôi, nhỏ này nó khéo ghê. Em trai của em. Thằng Út này tới này nè. Anh này xịt cho em Tết nè. Trời. Vậy em không cần cho tiền nó hư rồi sao? Có gì đâu, Tết nhất mà, nó nhỏ. Tết nhất gì, Tết nhất cho tiền nó chơi đúng đi nha. Vậy hả? Thôi, đưa đây mẹ giữ cho. Mẹ giữ cho. Vậy thôi, mẹ giữ giùm con nha, có gì lấy sao? Bên ơi! Có nước chưa? Bên đâu? Để con cầm cái chị Hai nó nghe nè. Trời ơi, còn thằng nữa. Nè, thằng này là kế thằng đó đó. Dạ. Dạ. Mẹ Út. Bạn của chị Hai nè. Mẹ chị Hai. Trời ơi, mấy thằng em gì khéo trời vậy. Ơi, chứ sao. Có lì xì cho em Tết luôn nè. Ôi trời, lì xì nữa. Em cảm ơn hai. Trời ơi, cũng có lì xì. Có lì xì. À, chứ. Ê, nghe, bị đưa đây. Đưa đây mẹ giữ cho. Lì xì, hỏi gì? Ta đưa tiền là lấy tiền. Ờ, đưa tiền cái đường này luôn nha. Thôi đi ông trọng đi. Trời ơi. Anh cứ đưa tiền nó hoài à. Trời ơi, nó còn nhỏ mà. Nhỏ gì mà nhỏ. Có tiền gì đưa tiền chi. Dễ hơn lắm không rồi đó. Tiền để xài cho tốn cái tốn kém. Thiệt tình. Mẹ mới về. Ủa, mới về hả? Trời ơi. Đi đâu chơi em nhà 28 chín Tết không phụ mẹ đi chứ. Suốt ngày ăn đi chơi không à. Mở mắt ra thì chơi nói không giờ nghe chứ. Thôi. À, thằng em thứ ba của em. Thứ ba của em. Dạ, bạn của chị Hai. Ủa? Dạ, cũng chào anh Hai. Ờ. Ủa vậy thì em dễ sợ luôn á trời. Đúng rồi, nhà. Mẹ, thì gì Tết cho em luôn mẹ. Mẹ, ai cũng giữ thương chứ. Cho nữa vậy. Ê, để tiền Tết nhất xài. Đưa đây mẹ giữ cho, mà vài bữa mẹ Tết mẹ đưa lại. Hôm bữa góp em một lần này, đưa đây. Biết rồi. Trời ơi, thiệt tình, đừng có cho nó nữa nghe không? Để nó hư đó, đúng không? Để lúc dài cho nó. Sao ăn nghe. Rồi đi, sao mấy cơm ăn đi. Thiệt tình, trời ơi. Anh trai không dễ thương quá ha. Ảnh qua chứ qua chơi với con nghe. Dạ. Ủa, quá ba. Sao giờ ba đâu vậy? Chào chú. Đi cái ấy mới đi kiểm nhà đang chơi trên Tết nè. Rồi xong chưa? Chưa. À, ba đây anh Khanh, bạn trai con. Dạ chú. Dạ. Và kêu mấy đứa nó ra đi kiểm tiếp tôi đây, giờ qua bên kia đánh mà trên Tết đâu. Trời ơi, sao tao đi đánh nhỏ là cũng chơi không để con phụ cho. Hả? Thôi tiền quá. Thôi tao lên chơi bạn bè để chơi rồi mà có gì đâu để con phụ cho. Được không nghe? Được. Giao cũng tiếp ba gì đi coi hay chưa? Tiếp chú tay chân đi. Bây giờ làm nước cho đúng nghe. Được hôm nay được nè. Lại da nữa. Trời ơi mà sao mà quen nó được vậy? Con là con gái con má đẹp mà. Con chứ mới lại da thôi mới đại đại hại giá đâu chịu quen đâu. Thôi đi vô đây vô nha. Vô nhà. Có chậu này hả chú? Chú tính vinh cái chậu này đi lại suốt đó. Dạ. Rồi hết. Có chậu mòn rồi sao đâu? Đi. Rồi, ốc. Chú vinh hết cái này nè. Mấy cái chậu này nè. Hết luôn hả chú? Ừ. Vinh lại ra suốt đó cho bác. Thôi con đi vệ sinh cái con vô kinh nha. Rồi rồi rồi.
ra đất dừa cho mát anh nha. Dạ kinh ôm quá. Anh ơi. Ủa? Bộ đâu ba? Bộ của chạy lấy người mất tiêu rồi. Sao vậy? Kêu nó ginh mấy cái chậu này lên kia thôi mà nó chạy mất tiêu rồi. Ôi. Ghét. Quen bạn hay quá trời. Tới nhà em. Dạ tới nhà em anh. Dạ. Mời người chơi. Anh em. À, đợi anh xíu, rồi. Đang khóa cửa đây. Mẹ ơi. Ai vậy? Con nè. Ủa? Liệu? Đâu sáng giờ hả? Dạ sáng giờ qua nhà bạn con chơi. Ủa? Người mới nữa hả? Người mới gì nè? Dạ ai vậy? À, bạn đó hả? Con bạn trai Liễu. À, thôi tôi vô nhà đi, vô nhà đi. Chào hai bác hả? À. Em bắt tay tí nè, vô nhà đi. Trời ơi. Rồi ghé chơi được rồi còn quà cát nữa thiệt tình. Để chậm đi, để chậm đi. Con bả là gì? Con là cái thằng của Liễu hả? Đúng rồi, con bé của bác. Gái hứa gì ở nhà coi tiếp mẹ như quét ba nhắn như nhộn nè. Nhà cửa mới là tốt nhất rồi. Nhà mấy đứa em nhắc có trường mà không kêu. À, mới cũ nhà anh trời à, làm gì sao không? Tại vì mẹ nói là dọn nhà ăn là năm mới. Chứ em là những người yêu thì em đang còn sợ ế đây này. Chẳng có thiệt. Rồi em nào giờ thì em độc thân tới giờ cũng quen anh, mình quen anh thương anh nhất mà là những người yêu nào đâu. Có mình anh thôi đó. Uống nước rồi đấy. Trời ơi, để tiếc dữ làm gì nè. Ủa, mà nhà con đâu vậy? Nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì? Ba mẹ còn sống hay là chết? Má mà hỏi gì sao trả lời chị? Thì anh báo đây á là nhà ở Cây Lậy. Cây Lậy à? Dạ, nhà chủ gì? Giữa cá. Trời ơi, ông chủ giữa cá luôn? Dạ. Ngồi chủ giữa cá là dạ, không có gì lắm nè. Trời ơi. Im dữ gì trời. Dạ, đủ loại cá luôn. Đủ loại luôn hả? Dạ. Ngồi cá mà đủ loại luôn. Dạ. Ở nhà mình lớn. Đúng rồi, nhà mình nuôi có hầm cá thôi à, mà còn thấy khó khăn luôn, nguyên một vựa luôn. Trời ơi, công nhận nghe. Nhà giàu quá vậy. Con làm gì vậy? Mọi con mất có tiền nè. Thấy rồi, Tết chúc hai bác nè. Tết vui vẻ nè. Gửi bác. Trời ơi, ngày con mới ánh. Thiệt tình, ngày đã chơi rồi. Dạ ơn. Còn em đâu vậy? Em hả? Có anh rồi, đòi tiền chi nữa. Trời ơi, anh kỳ quá à. Có anh rồi nhưng mà cũng phải có tiền mới sống được chứ anh. Trời ơi, lại chơi được rồi còn quà cát rồi thêm. Vậy thôi, bảy mấy đứa nhỏ mà chơi anh luôn. Quét mấy nhỏ mặn nhện cho nó gọi cái nhà cái. Quét mặn nhện nữa hả? Trời ơi. Làm bây giờ chưa xong nữa hả? Chưa xong nữa. Tôi biết thằng coi cái bộ bác nha. Thôi, gọi chơi bộ gì? Gọi anh gọi chơi đi. Anh đi con phụ bác với bác. Thôi cho ông làm. Đi ngó, đi ngó, đi ngó. Chứ anh gọi mấy chuyện khác anh ơi. À, vậy hả? Con làm tiếp bác đi. Dạ dạ. Ôi, trời ơi, trẻ. Ôi, sao dễ thương, dễ tình, duyên biệt. Ừ, quét nó, sao nó nhắn lạnh nhiều lắm con. Còn bác đâu nữa không bác? Ở đây mới cái sẵn chín thôi con, còn ba sẵn phụ nữa con. Em đi xem lấy cái nón cho anh nha bác. Còn mới cái sẵn chín nè, còn ba sẵn phụ nữa con đi thôi bác. Dạ. Em đi lấy cái nón cho anh. Đây là con. Má này ra sao chứ còn hai sẵn là sao đó con. Nhà mình ăn xong mà bụi dữ vậy bác. Rồi để bác ra sao lấy đổi phụ tiếp con nha. Dạ. Thêm một thằng nữa ra đi. Thôi quét ơn. Anh ơi cái nón nè anh ơi. Ủa? Anh đâu mà? Rồi em thấy bộ của chạy lấy người nữa rồi con ơi. Nữa hả? Ừ. Sao mà thằng nào bộ của chạy lấy người gì trời? Chị nào có chồng? Đây tới anh, tới nhà em rồi. Nhà đây nè. Nhà đây. Để anh cầm chắc. Để anh cầm vô đây, để anh cầm được rồi. Em hết nó còn hiểu chưa? Má ơi, con về nè má ơi. Nghe nè. Trời
trời đất thánh tùng thiên đụng ơi, mày đi đâu sáng giờ vậy? Ồ sáng giờ đi chúc Tết hàng xóm chứ, họ hàng tùm lum chân nhất đi giờ này mới về. Dạ người ai nói vậy? Chào bác. Là ăn nữa hả? Bạn trai có. Nữa là trời, nữa hả trời, sao hết thằng này tới thằng khác vậy bà? Tao nói mày rồi, mày kiếm lại một thằng chồng nào đi mà không có thằng chồng này mày lấy trâu lấy bò cũng được, tao cũng chịu nữa. Má, má kỳ quá à. Kỳ gì mày kỳ? Thôi, con đảm bảo má hứa này thằng này chắc cú luôn. Chắc không nghe. Chắc chắn. Thôi, vô nhà đi. Rồi, ôi, đi đây, đi đây, đi đây. Quả cát gì lại chơi được rồi, con biết rồi. Rồi, ôi, thằng này nó nghe được đúng nha. Chuyện gì trời? Ơi. Thằng này được hơn mấy thằng trước nha. Là sao em? Mấy thằng trước là mấy thằng nào? Có thằng nào đâu, em làm gì có thằng nào. Trời ơi, em là chỉ yêu mình thôi, anh thôi chứ làm gì có thằng nào. Ồ, anh là nhất trái tim em, trái tim em chứ một mình anh thôi làm gì có chứa được thằng nào chẳng nữa. Thiệt nha, bắt coi coi. Ồ, sao mà sáng láng dữ vậy trời, trai với mẹ. Cảm ơn mấy nè. Ủa, mà nhà con đâu làm, ba mẹ con làm nghề gì vậy? Anh nhà con cũng ở bên cây lệ bên em. Cũng bên cây lệ luôn hả? Làm nghề gì? Thì anh Thống thì nói chung là cũng công việc cũng ổn định lắm má. À. Dạ anh làm hồ. Cái gì làm hồ? Không làm hồ là nghĩa là làm thợ xây dựng. À, Thánh Thần ơi, không nói. Má tính đâu làm thợ hồ, thợ xây dựng là tiền nhiều lắm nha. Trời ơi. Ê, con làm gì vậy? Còn có chút lòng thành con đỡ. Thôi kỳ lắm. Má giữ đau kỳ cũng chết luôn. Má mang mấy con lấy nha. Nhận cho con vui. Cảm ơn con nghe. Thì dạ không có gì. Ở lại chơi chứ ở lại chơi. Coi tranh thủ đi, ở lại chơi dẫn Thống ra phụ nấu ba cái cơm nước gì dọn ra ăn. Chị bá cho quen máy đi ra ngoài kia lặt mới mai cho xong nha. Ở trong đây chơi nha. Trời ơi, có cây mai kìa chuẩn bị lặt cho nó ra lá. Sao khi mới đi em phụ? Thôi đi, tuổi nhỏ nó đi chơi rồi. Đúng rồi. Con cũng thích lặt mai. Ở đâu để con ra phụ bác. Thôi kỳ quá, tự nhiên là ở nhà tao mà lặt mai gì. Ba cái này con làm được sao? Anh dẫn đi, anh đi lặt phụ má đi. Cho nên em đi chồng con lấy nước nha. Thôi vậy đi nha bác nè. Sao mày dễ thương. Sát bên nè. Gần đây không bác? Đây nè, bước ra cái tới nè. Cái bác nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, cây mai nè. Trời ơi, tưởng gì chứ mấy cây này con làm được. Ủa rồi, có cây được không bác? Trời ơi, đặt được không nha? Trời được, bác đầu quỷ này nhà con làm hoài. Trời ơi, giỏi gì vậy? À. Đâu phải con cây đâu. Còn mấy bên kia nữa kìa. Đó, nguyên cái khúc vườn này là của nhà bác không á. Lặt hết cái này đi rồi qua mới bên kia nha. Dạ, dạ. Ủa bà liễu làm con chứ trời. Thôi con lặt đi, bác đi vô con kiếm nước cho con uống nha. Dạ, dạ, dạ. Bác đi vô đi. Gì mà nhiều dữ trời, tưởng nó có con cây ra vườn nguyên một vườn luôn, lặt nước năm sau mới rồi luôn á. Trời ơi, đây có khi nào nó chạy nữa không vậy mày? Làm gì có, anh đừng tìm hiểu kỹ lắm mà đó má. Ở dễ thương cực kỳ. Trời ơi, đó thấy không, chiếc xe còn kìa. Đó thấy không, xe anh còn ra thì anh đâu có chạy được. Trời ơi, anh dễ thương không? Quá giỏi quá. Trời hay dữ ta. Ủa, gì vậy? Anh đâu mẹ? Ai biết đâu. Nóng ơi, con ơi, anh nóng rồi. Ê, trời, thánh thần thiên đụng có cái gì vậy? Ôi, trời ơi, đất đi ra rồi. Sao nó nằm đây vậy? Chết mẹ ơi, không phải là anh chạy không nổi mà anh xỉu rồi mẹ ơi. Trời ơi, anh sao ơi. Giờ, sao giờ? Anh ơi, con ơi. Con ơi, con. Con sao không anh? Sao vậy, sao vậy? Cái gì vậy, cái gì vậy? Con bị gì vậy? Con bị gì vậy? Không, nãy giờ con lặt mấy cây mai xong con chóng mặt quá trời, con nằm xíu. Thôi, kè nó vô nhà, kè nó vô nhà đi. Thôi để bắt làm chứ. Kè nó vô mẹ. Chắc anh về trước rồi điện anh mệt quá trời mệt nè. Sao sao vậy? Tôi phép bắt con về trước nha. Anh! Con mệt quá trời mệt nè. Có sao không? Không không. Tôi nghỉ ngơi xíu đi hãy về. Không sao không sao. Nghỉ ngơi hãy về. Anh nghỉ ngơi cái đi hãy về. Thôi anh về được. Đây nhà kế bên anh về được. Anh! Anh! Đất ơi! Mày! Mày mày không đó. Nhưng mà cho anh lặt mai vậy anh về luôn. Thì mày kêu á ra phụ. Đó, bây giờ mày tự phụ hơn mày đi, cầm đi. Mệt đi, giờ sao làm sao có chồng vậy?